Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy may mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Tỵ năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ. Phong Thủy may mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Tỵ năm 2020. Nói chung đây là năm vượng tai vượng lộc nhưng lại rất khó khăn trong chuyện thăng quan tiến chức. Phong Thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy may mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên, hãy cùng Phong Thủy may mắn tổng quát chung về tổng quan tử vi tuổi Tỵ năm 2020. Năm 2020, tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của Thái Tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tý, Tuế Can Canh Thổ lộ xuất chính tài, Thái Tuế Tý Thủy gặp chính quan tinh, Tý Thủy và Tỵ họa xung đột mạnh, về phần vận khí sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Thời gian này bản mệnh sẽ có khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay là việc làm tăng thêm thu nhập. Tài lộc tuy nhỏ nhưng tất tiểu thành đại, có điều may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng với con giáp này đó lại là áp lực vô hình khi mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2020. Đòi hỏi bản mệnh phải bình tĩnh và giữ cho đầu óc luôn sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái Tuế năm 2020 cũng mang theo không ít hung tinh gây xung sát cho tuổi rắn, chủ yếu gây họa phá tài hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Phong Thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ, năm Canh Tý chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay cờ bạc đỏ đen. Thái Tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa, cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh mà làm trái với pháp luật thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề, không chỉ mất tiền mất của mà còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực bất cần trong suy nghĩ và hành động, do bị hỏa khắc chế có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay gây ra vết thương ngoài da. Tim mạch không được tốt cũng như là sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng bốc đồng mà chịu thiệt nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Giữ cho mình sự lạc quan, yêu đời, tự tin vào bản thân mình dù có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi là tổng quan về tử vi tuổi Tỵ năm 2020 và bây giờ hãy cùng Phong Thủy may mắn tìm hiểu chi tiết hơn về sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm Canh Tý nhé. Tử vi sự nghiệp tuổi Tỵ năm 2020, xem bói tử vi về sự nghiệp của tuổi Tỵ. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng bên ngoài nhưng có thể âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ. Chỉ cần con giáp này sơ suất lơ là, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên bản mệnh cũng cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân. Bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai của bạn. Năm 2020 này tuổi Tỵ không có cơ may thăng quan tiến chức mấy đâu ạ. Nhưng bản mệnh đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Hãy nắm bắt từng cơ hội, dù ít ỏi nhưng cũng để chứng minh thể hiện năng lực của mình. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Hãy nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc cho mình, tạo nên nền tảng cho những phát triển sau này.
cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng quy trình. Đừng tự lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Làm hài lòng cấp trên, đáp ứng yêu cầu về công việc thì sự nghiệp sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Tử vi tài lộc tuổi Tỵ năm 2020. Xét về đường tài lộc của tỷ Tỵ năm 2020, có thể do canh kim lộ xuất thiên tài mà chính tài sinh chính quan tọa tại Tý Thủy nên bị cản trở trong công việc chính. Thủy hỏa bất dung khiến cho thu nhập từ công việc chính khó bề gia tăng. Tài lộc trong năm Canh Tý chủ yếu là những nguồn thu phụ, thái tuế hóa thiên tài, đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn. Đừng tham mà đầu tư lâu dài, dễ nảy sinh bất trắc, càng không nên đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Nếu có dự định đầu tư thì cần phải tìm hiểu rõ về các quy định của pháp luật, áp dụng đúng quy định, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất thiệt hại nghiêm trọng. Nên kiếm thêm việc làm thêm, thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và vững vàng hơn, góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại. Chăm chỉ làm lụng thì tất cả sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống được dư giả hơn. Để tài lộc tăng hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng 8 bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Tử vi tình cảm tuổi Tỵ năm 2020. Xem đường tình duyên năm 2020 của tuổi Tỵ năm Canh Tý này. Thái tuế Tý Thủy ngự tại chính quan tinh, tuế can ngự tại thiên tài tinh. Con giáp này có nhân duyên khác phái vô cùng lý tưởng. Nhân duyên này không phải đào hoa vận, đơn giản là bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với người khác phái. Do Tý Thủy và Tỵ họa xung khắc nên nhân duyên trời chỉ xe tới đó. Việc thành đôi hay không thì hoàn toàn do con giáp này quyết định. Vì thế dù là nam mệnh hay nữ mệnh thì Tỵ cũng cần phải học cách bao dung bỏ qua cho nhau. Hãy nhìn vào mặt tích cực, suy nghĩ lạc quan để có thể đến gần hơn với hạnh phúc của riêng mình. Bạn cần phải chủ động chứ không chỉ ngồi im một chỗ. Tuy nhiên cũng đừng nóng vội quá mà thể hiện mình thái quá, dễ khiến cho đối phương thấy phản cảm. Cần giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh, quan sát và hành động tinh tế, nên đứng ở góc độ của người ấy để suy xét rồi mới ra hành động. Sự tinh tế và óc quan sát nhạy bén sẽ giúp con giáp này khá nhiều trong việc tìm thấy một nửa của riêng mình. Nếu không thì con đường tình yêu của chú rắn sẽ còn gặp rất nhiều gập ghềnh và trắc trở. Với những bạn chưa lập gia đình thì cần phải làm gì để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái? Ai cũng biết chim công là một trong những tứ địa linh long ly quy phụng, là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý, cao sang, nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng con công cũng sẽ đem lại may mắn trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công, được làm bằng bạc 925. Chính vì thế mà khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy kích tình duyên hàng đầu được các khách hàng bên phong thủy may mắn tin dùng. Với những người đã lập gia đình để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bầu bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Tử vi sức khỏe tuổi Tỵ năm 2020. Năm 2020, tình hình sức khỏe của tuổi Tỵ khá ổn định, không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên, do ngũ hành thủy hỏa xung khắc nên vẫn ẩn chứa một số hiểm họa nhỏ, dễ khiến cho con giáp này bị thương. Tỵ hỏa tượng trưng cho tim mắt. Vì thế, bản mệnh cần nhớ đừng tự tạo ra quá nhiều áp lực cho mình, cần lưu ý giữ cho mắt được nghỉ ngơi thoải mái, cũng như lựa chọn tư thế ngồi và thói quen sinh hoạt điều độ khoa học. Trong năm, hạn chế đến những nơi ẩm ướt, nhiều nước, tối tăm hay có nhiều tà khí dễ đẩy bạn vào nguy hiểm, có thể bị xung sát gây thương tật. Hãy thỉnh bát bảo tâm kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng 8 bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Tử vi 2020 tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, Bạch Lạc Kim. 2020 mệnh gì?
Tuổi Tỵ mệnh Bạch Lạc Kim trong năm 2020 này vận khí khá là tốt, chỉ cần tuân theo những kế hoạch định ra từ trước thì có thể đạt được mục tiêu mong muốn. Hãy nhớ câu cần cù bù thông minh, dù gặp phải bất cứ chuyện gì thì cũng đừng nghĩ ngay tới việc nhờ cậy người khác, mà cần phải có ý thức tự giác dựa vào chính sức mình. Trong năm có quý nhân phù trợ, chắc chắn sẽ thu được những thành quả không tồi. Có điều đừng thấy thành công mà tự mãn kiêu ngạo, cần giữ cho mình sự khiêm nhường và tinh thần cầu tiến, cầu thị, ham học hỏi. Nếu còn theo nghiệp học hành thì cần phải giữ cho mình tinh thần chính nghĩa, cương trực, sống phóng khoáng, thoải mái với mọi người thì nhân duyên cực tốt, bạn bè ở khắp muôn nơi. Chuyện học hành cũng khá thuận lợi, được thầy cô, bạn bè yêu quý và giúp đỡ. Trong khoảng thời gian này, bản mệnh cũng sẽ đón nhận không ít lời tỏ tình từ người khác phái. Nhưng đừng vội nhận lời hứa hẹn, hãy để cho thời gian thử thách. Hãy để cho thời gian thử thách đối phương cũng như chính bản thân mình. Điều đó là tình yêu đích thực. Nếu đó là tình yêu đích thực thì cũng chẳng ngại chờ đợi để bạn gật đầu bước vào mối quan hệ chính thức đâu. Tử vi 2020 tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, Đại Lâm Mộc. Bước sang năm Canh Tý 2020, người tuổi Kỷ Tỵ vận thế không tồi, có nhiều cơ hội đến với mình. Bản mệnh chỉ cần nắm giữ cơ hội đó là có thể xoay chuyển được vận mệnh. Nếu lỡ gặp khó khăn thì hãy lắng nghe lời khuyên của những người đi trước để cân nhắc và đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Đừng vội vàng mạo hiểm đầu tư tài chính nếu không có một khoản tiền tích lũy không nhỏ. Trong năm này có thể tận dụng cát khí để tiến hành những kế hoạch khởi nghiệp. Tuy nhiên cần lưu ý học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến, đừng một mình một ý, nổi máu yên hùng mà tự mình chịu thiệt. Nên biết cách lấy ưu điểm của người khác để bù đắp cho khuyết điểm của mình, tìm cách hợp tác để cùng phát triển, giúp lợi nhuận đạt được mức cao nhất. Trong chuyện tình cảm Kỷ Tỵ, nếu còn độc thân thì vận đào hoa khá ảm đạm, khả năng cao vẫn trong cảnh chăn đơn gối chiếc. Hãy lắng nghe lời khuyên của mọi người, nhân duyên không có nhiều, đừng đòi hỏi những thứ vượt xa tầm với của mình. Người đã kết hôn dễ nảy sinh xung đột với nửa kia của mình, nếu biết cách xử lý vấn đề thì tình cảm sẽ thăng hoa rực rỡ. Nhưng ngược lại, nếu không biết cách xoa dịu mâu thuẫn thì sẽ đẩy mối quan hệ của mình vào bờ vực tan vỡ. Tử vi 2020 tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, xa Trung Thổ. Người tuổi Tỵ sinh năm 1977 trong năm 2020 này, vận trình nửa đầu năm khá là ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình, đồng thời nhanh nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn, có thể thông qua những kỳ sát hạch năng lực để nâng cấp. Xong, cần lưu ý làm gì cũng cần phải biết đúng mực, cơ sở hài hòa để tránh bị tiểu nhân ganh ghét mà gây chuyện. Về chuyện tình cảm, năm nay bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực chúc lên một nửa kia của mình. Vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh chấp nên học cách kiểm soát cảm xúc, giải tỏa căng thẳng, dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình và người thân. Đừng vì công việc mà để cho tình cảm rạn nứt, phôi phai. Tử vi 2020 tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, Phú Đăng Hỏa. Xem vận mệnh Ất Tỵ năm 2020, con giáp này cần phải đặc biệt cẩn trọng bởi đây là năm đại hung đối với bạn, vận khí cực kỳ kém. Khoảng thời gian này, phong thủy may mắn khuyên bạn nên cân nhắc kỹ trước những quyết định thay đổi công việc, chớ nên chủ động thay đổi chỉ vì lý do cá nhân không chính đáng. Hãy giữ quan điểm tài chính bảo thủ một chút, tức là dành phần lớn khoản tiền mình có cho tiết kiệm, tích lũy bền lâu, hạn chế tiêu số tiền quá lớn vào việc đầu tư. Trong cuộc sống hàng ngày nên biết cách khống chế ham muốn mua sắm quá đà, chớ nên chi tiêu lãng phí, đừng vì sĩ diện mà dùng tiền bạc thiếu cân nhắc, đổ tiền vào ăn chơi, mua sắm. Nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, giảm bớt những thứ không cần thiết. Năm nay nên tự rèn cho mình cách nhìn người, chọn bạn mà chơi, càng những thứ liên quan đến tiền như đầu tư, kinh doanh thì càng không thể dễ dàng tin người khác. Nên quan sát từng biến động của thị trường để có những thay đổi cho phù hợp. Trong chuyện tiền bạc thì nên để mình nắm thế chủ động, chú ý là cân nhắc mọi phương án trước khi làm bất cứ điều gì. Biết đủ là đủ, đừng tham lam quá mức, cũng đừng nóng vội đòi thành quả sớm. Cần phải có đủ kiên trì và nghị lực thì mới có thể làm việc lâu dài và gặt hái được thành quả tốt đẹp. Tử vi 2020 tuổi Quý Tỵ, sinh năm 1950.
1953, trường Lưu Thủy. Người tuổi Quý Tỵ trong năm 2020 này, vận trình không có gì đáng lo. Các mối quan hệ xã hội không được như ý, dễ vướng phải thị phi, tốt nhất nên hạn chế lo chuyện bao đồng. Hãy nói ít làm nhiều hơn. Trong việc đối nhân xử thế thì nên linh hoạt hơn một chút, tránh để kẻ xấu đứng phía sau mà bàn luận về mình, rồi lại thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia các hoạt động với bạn bè, đồng lứa, năng tập luyện thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi để tinh thần thoải mái, sức khỏe cũng được đảm bảo. Nên giữ sự bao dung và thấu hiểu, đừng tạo áp lực cho chính mình, ôm lo âu cho người. Tránh xa những kẻ tiểu nhân kẻo bị chúng lợi dụng lừa gạt. Trong năm 2020 này, sức khỏe của Quý Tỵ không được tốt cho lắm, dễ mắc các bệnh về xương khớp hay là dạ dày, người nhà nên quan tâm chăm sóc tốt hơn. Tử vi 2020 tuổi Tân Tỵ sinh năm 1941, Bạch Lạc Kim. Tiến sang năm Canh Tý 2020, người tuổi Tỵ sinh năm 1941 không những sức khỏe mà cả điều kiện vật chất đều có phần tăng lên. Người này tâm địa hiền lương, hay giúp đỡ mọi người, lại nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội nên được mọi người quý mến. Bản mệnh nên làm những điều mình thích cho cuộc sống được phong phú hơn, đỡ phần nhàm chán, chú ý kiên trì tập luyện thể dục thể thao, giữ cho tâm trạng bình hòa, sinh hoạt điều độ, đồng thời định kỳ thăm khám sức khỏe để giữ cho sức khỏe luôn ở trạng thái tốt nhất. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Tỵ năm 2020. Tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng riêng năm Canh Tý, tuổi Tỵ vận trình tổng thể bình hòa, tuy nhiên có thêm khá nhiều điều phiền não trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Xét về sự nghiệp của bản mệnh trong năm 2020 này, tuổi Tỵ có thể dựa vào năng lực của chính mình để giành được sự trọng dụng của cấp trên. Tuy nhiên, sự ưu ái của lãnh đạo có thể khiến bạn bị đồng nghiệp đố kỵ và tìm cách hãm hại, nên học cách sống khiêm nhường, đừng tỏ ra là quá nổi trội. Trong cuộc sống thì tuổi Tỵ không chỉ có gặp khó khăn trong việc giải quyết sự cố mà còn thường bị thực tế tạt cho gáo nước lạnh. Con giáp này cần phải giữ được sự quyết tâm và kiên trì của mình, dùng thái độ lạc quan để đón nhận những thử thách của cuộc đời. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tuổi Tỵ tháng 2 âm lịch, đường tài lộc có nhiều bước tăng tiến bất ngờ. Tuy nhiên, vận trình tình duyên của bản mệnh lại sa sút đến mức thảm hại, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ tệ đến như vậy. Trong tháng này, bản mệnh có nguồn thu nhập khá tốt, có thể may mắn tới độ mua vé số hay là rút thăm trúng thưởng cũng có tiền về tay. Các khoản đầu tư cũng mang lại nguồn thu khả quan, cuộc sống nhờ thế mà dễ thở hơn nhiều. Về chuyện tình cảm, nếu yêu xa thì con giáp này sẽ gặp phải khá nhiều vấn đề trong mối quan hệ của mình, thường xuyên tranh cãi, khả năng chia tay hay thất tình là khá lớn. Bản mệnh nên kịp thời điều chỉnh tâm trạng, xoay chuyển sự tập trung của mình sang những chuyện khác, đừng để sự tổn thương trong tình cảm ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của mình. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch. Tháng 3 âm lịch này tuổi Tỵ vận trình khá ổn định, nhất là nửa cuối tháng tiềm năng phát triển cực lớn. Con giáp này có thể có cơ hội thể hiện năng lực toàn diện của mình, giành được sự chú ý của cấp trên, đạt được sự tín nhiệm của khách hàng, sự nghiệp hanh thông rộng mở. Vào cuối tháng thì bản mệnh có thể được cấp trên xem xét, cân nhắc lên vị trí tốt hơn, nên tranh thủ bồi dưỡng, học hỏi thêm kiến thức và kỹ năng cho mình. Bản mệnh cần phải tận dụng tinh thần đồng đội hết mức có thể. Như vậy, hiệu quả làm việc mới có thể đảm bảo giúp lợi nhuận thu về đạt được mức lớn nhất. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch tuổi Tỵ, công việc khá là ổn định, tuy nhiên cần phải lưu tâm hơn đến vấn đề sức khỏe. Bản mệnh không gặp vấn đề gì quá lớn trong công việc, tuy đôi lúc có những sai sót nhỏ nhưng về tổng thể vận trình vẫn khá là tốt, được cấp trên và quý nhân luôn nâng đỡ. Có điều xét về phương diện sức khỏe thì con giáp này cần phải lưu ý đến mắt, nên thường xuyên giữ vệ sinh cho đôi mắt, không nên tiếp xúc với các thiết bị điện tử trong một thời gian quá dài, đồng thời nên lựa chọn các loại thực phẩm tốt cho mắt để cải thiện chất lượng của đôi mắt. Tử vi tháng 5 năm 2020 âm lịch. Người tuổi Tỵ trong tháng 5 âm không được may mắn cho lắm, dù là công việc, tình duyên hay tài lộc thì đều không như ý, nhất là đường tình duyên vô cùng ảm đạm, mọi chuyện lộn xộn, khó giải quyết.
Xét về tài vận, người làm ăn kinh doanh nên thận trọng kẻo bị tiểu nhân trả thù, đối thủ cạnh tranh chơi xấu, khiến cho tài lộc tổn hao, kinh doanh tổn thất lớn, thu nhập giảm sút nghiêm trọng. Trong chuyện tình cảm thì tháng này người tuổi Tỵ có phần nghi ngờ quá mức, vì thế mà thường xuyên gây sự tranh cãi với người ấy, khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi và chán nản, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng xa hơn. Bản mệnh nên học cách tin tưởng người mình yêu, đừng cho sự nghi ngờ giết chết tình cảm, hãy tôn trọng người luôn ở bên mình. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch, coi bói tử vi tháng 6 âm, người tuổi Tỵ sẽ có nhiều biến động về sự nghiệp và tình duyên. Bạn cảm thấy hoang mang mờ mịt về tương lai phía trước. Con giáp này không tập trung khi làm việc, do đó mà mắc phải không ít sai sót, bị cấp trên phê bình, khiển trách nhiều lần. Nên tự kiểm điểm bản thân, hiểu rõ mục tiêu mình đang theo đuổi. Cần định hướng rõ mục tiêu mình đang hướng đến. Nếu còn cảm thấy mơ hồ thì nên xin sự giúp đỡ của bạn bè, người thân để không lầm đường lạc lối. Xét về vận trình tình duyên, con giáp này cần thận trọng tìm hiểu, kẻo lọt vào vòng tam giác tình yêu. Bản mệnh cũng nên dứt khoát khi chọn một nửa cho mình. Đừng ra câu trả lời chính xác cho đối phương, đừng để người khác phải chịu tổn thương vì quyết định sai lầm của mình. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch, tháng cô hồn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con giáp này. Bản mệnh không phải lo về sức khỏe, nhưng lòng dạ thì rối bời khi chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu. Người đã kết hôn, cảm thấy nhàm chán, nhạt nhẽo với cuộc sống hôn nhân. Những cơn sóng tình không còn thường xuyên xuất hiện. Sự ổn định của gia đình lại khiến cho bản mệnh sợ hãi vì mình dần mất đi tình yêu như trước. Con giáp này nên tìm cách để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa, tạo nhiều cơ hội để khơi gợi lại những kỷ niệm xưa. Hãy tạo ra những niềm vui bất ngờ và sự lãng mạn ấm áp để tình yêu được sống lại. Thời điểm này, trong năm thời tiết khô nóng, bản mệnh dù là già hay là trẻ thì cũng cần phải lưu ý về chuyện ăn uống. Không nên ăn những đồ lạnh quá nhiều, dễ hại cho dạ dày. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch, tuổi Tỵ có được những bước phát triển tốt trong sự nghiệp. Nửa cuối tháng sẽ thấy sự tăng tiến rõ rệt, sự nghiệp đi lên, tỷ lệ thuận với tài lộc thu về tay. Chẳng cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Trong công việc, con giáp này tập trung làm việc, sắp xếp cho hiệu quả công việc tăng mạnh, nhất là những bạn làm nghề bất động sản, tài chính, bảo hiểm. Thành tích đạt được trong tháng không tồi nhờ các mối quan hệ xã giao mà có lượng khách lớn, lợi nhuận thu về cũng tăng lên, được cấp trên công nhận năng lực, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch, tiến sang tháng 9 âm, tuổi Tỵ vẫn giữ vững phong độ làm việc như tháng trước, vận trình sự nghiệp hanh thông, rộng mở. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại chẳng được như mong muốn, con giáp nào còn đang phải học hành thì vận trình cũng có phần sa sút. Dù tuổi lớn hay nhỏ thì cũng cần phải cẩn trọng, bởi trong tháng có hung tinh đeo bám, bản mệnh dễ vì theo đuổi những thứ phù phiếm mà quên mất thứ thân thuộc xung quanh mình, theo đuổi hào quang mà đánh mất người thân, bạn bè. Bản mệnh cần phải kiểm soát tốt bản thân, nhất là những bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nếu không thì thành tích học tập sẽ tụt dốc rất nhanh. Cha mẹ và thầy cô cần phải theo dõi sát sao, đốc thúc kịp thời để không gây hậu quả nghiêm trọng. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch, bước qua tháng 10 âm lịch, những tháng cuối cùng trong năm Canh Tý, tuổi Tỵ sẽ phải đối mặt với những trở ngại lớn trong sự nghiệp, dễ tụt dốc nhanh chóng tới mức chính bạn cũng không thể ngờ tới, đồng thời tâm lý của bản mệnh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Con giáp này làm gì cũng khó khăn, các phương án kiến nghị đưa ra đều bị cấp trên phủ quyết, còn bị đồng nghiệp chơi xấu đả kích, khiến cho những chú rắn không khỏi căng thẳng, lo lắng và áp lực. Trạng thái tinh thần tiêu cực này kéo dài có thể sẽ đẩy những phản ứng của bản mệnh trở nên tồi tệ hơn theo từng ngày. Công việc khó bề hoàn thành tốt mà sức khỏe cũng sa sút rõ rệt. Bản mệnh nên tìm cách điều chỉnh tâm lý kịp thời, tránh để sinh bệnh. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng cần phải nhìn vào hướng tích cực của nó, sẵn sàng các phương án ứng phó khi cần. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch, tháng 11 âm lịch là thời điểm mà bản mệnh vẫn chưa tìm được cách để thoát khỏi những rắc rối trong công việc. Chẳng những thế, đường tình duyên của tuổi Tỵ cũng chẳng hề khởi sắc,
bạn dễ mắc phải sai lầm, dẫn đến những rạn nứt nghiêm trọng trong chuyện tình cảm. Về phương diện công việc, con giáp này vẫn phải đối mặt với những khó khăn trở ngại. Riêng người làm kinh doanh thì rất bị đối thủ tìm cách trả thù hạ gục. Cả tiền đồ và tài lộc đều không có gì rõ ràng, dễ lâm vào ngõ cụt. Đường tình trắc trở, người độc thân khó bề tìm được người mình thương, vẫn giữ mãi được trái tim cô đơn. Người đang yêu có thể nảy sinh mâu thuẫn, hiểu lầm với đối phương, thậm chí có thể phát hiện ra chuyện ngoại tình mà chia đôi ngả. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch, người tuổi Tỵ trong tháng cuối cùng năm Canh Tý sẽ có được những bước lội ngược dòng ngoạn mực. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch, người tuổi Tỵ trong tháng cuối cùng năm Canh Tý sẽ có được những bước lội ngược dòng ngoạn mục. Dù là chuyện công việc, tiền bạc hay là tình cảm đều khá suôn sẻ, thuận lợi. Trong công việc, con giáp này được quý nhân nâng bước, cấp trên và đồng nghiệp ưu ái giúp đỡ nhiều, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, có nhiều. Tử vi tuổi Tỵ 2020 cho thấy con giáp này đang gặp khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp của mình. Tài lộc tới tay không ít nhưng giữ lại cho mình chẳng được là bao nhiêu. Trong năm dễ gặp chuyện bất bình, thậm chí có thể vướng vào vòng lao lý. Tình cảm gia đình cũng đang không được như ý tưởng cho lắm. Tồn tại nhiều mâu thuẫn bất đồng, có thể bằng mặt mà không bằng lòng. Áp lực lớn ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Con giáp này cần phải chú ý để giải tỏa áp lực cho mình. Theo phong thủy năm Canh Tý thì phương vị Đông Bắc là đào hoa vị, là vị trí quyết định nhiều đến chuyện tình cảm của gia đình. Mệnh chủ nên giữ cho vị trí này được sạch sẽ, gọn gàng để cát khí vượng, gia đình được êm ấm, hòa thuận. Người mệnh này cũng có thể đặt một số vật phẩm vượng đào hoa ở phương vị này. Ví dụ như đôi chim uyên ương, quả cầu thạch anh hồng, có thể tham khảo thêm các mẹo phong thủy tình yêu hôn nhân để tình cảm càng ngày càng thêm vượng. Ngoài ra, cung Đông Nam có sao lục bạch là sao thoái vận bay vào. Nếu bàn ghế giường ngủ nằm ở hướng Đông Nam thì trong năm công việc dễ gặp khó khăn trở ngại. Nếu có thể thì gia chủ nên xem xét để thay đổi hướng đặt đồ để hóa giải những xung khắc do phong thủy không hợp gây ra. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Tỵ Thái Tuế Phủ làm bùa may mắn cho mình. Để nhận được quà các bạn hãy liên hệ với chương trình nhé. Vừa rồi, Phong Thủy May Mắn vừa tổng hợp và luận giải về tử vi tuổi Tỵ năm 2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để Phong Thủy May Mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau.